Minh Tuyết xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV và Trung tâm Thúy Nga. Chúc thềm năm mới cho phép Minh Tuyết gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Năm mới Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc, lộc đến quanh năm, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!